Xin chào các bạn. Ở trên kênh của mình thì mình đã có cái thói quen là các quý khán giả xem xong và comment hỏi những câu hỏi thì mình cũng ghi và chép lại, và mình cũng sẽ quay những cái video để trả lời, hoặc là mình comment để trả lời với các bạn những cái câu hỏi. Ví dụ có hai ba bạn cùng chung một câu hỏi thì mình cũng sẽ làm một cái video để mình trả lời với bạn nhé. Các bạn xem về cái video của mình là chia sẻ về cách chăm sóc cây keo, và bạn có hỏi tôi là hãy cho bạn xem cái chi tiết của cái chi phí và cái năm trồng keo trồng bao nhiêu năm thì được thu hoạch, và cái trừ cái chi phí đi 1 hecta thì được thu lãi là bao nhiêu. Thì mình xin thưa với các bạn là mình thì mình cũng không coi như là không không hạch toán chi tiết được, và mình cũng chỉ biết trả lời với bạn là ở vùng mình là ở Phú Thọ nhé, cái cây chủ lực bây giờ là cây keo các bạn ạ. Đây các bạn xem này, đây là những mảnh ruộng người ta trồng ngô đấy, nhưng bây giờ không trồng ngô nữa và quay sang chuyển sang trồng keo hết này. Đây cây keo này mới trồng được khoảng 4 tháng, cái chỗ này nó bị trũng nước quá, nó còn đang chết này. Đây còn cái gốc cũ của nó đây các bạn này. Đấy, gốc cũ của vụ trước này. Đấy mà đấy, đây. Cây này mới trồng được 4 tháng thì để mà nói từ gốc lên thì chắc là nó rơi vào tầm khoảng độ 3 mét rồi các bạn ạ. Đấy là những cây tốt. Còn cái vườn bên cạnh này thì trước đây là ruộng người ta cấy các bạn ạ, cấy một vụ với lại trồng lạc trồng ngô, thế mà bây giờ là người ta cũng trồng keo. Mình đưa các bạn đi thăm một lượt nhé. Đấy, cây keo này để nói thì chắc là nó phải cao được 8 mét rồi, và cây này mới được có 14 tháng tuổi các bạn ạ. Đấy, cây này được 14 tháng tuổi. Ruộng này trước đây là người ta cấy một mùa, cấy cái vụ tháng 5, tháng 6 ấy. Còn cái tháng riêng thì người ta trồng lạc, trồng ngô nhé các bạn nhé. Đấy mà bây giờ là xuống hạ hết keo xuống đây rồi. Đấy. Và đây những cái ruộng thấp ở bên dưới này nữa này. Mình quay cho các bạn xem. Đây là cái cây keo ở vùng mình. Đây cây này cũng được có 14 tháng tuổi, nghĩa là được có hơn 1 năm trời cái vườn này. Bây giờ chủ lực là vườn ở chỗ mình là cây keo các bạn ạ. Đấy, mình quay cho các bạn xem nhé. Liền bờ này, bên dưới nó chỉ trũng hơn khoảng độ 15 phân thôi. Đấy, thì là người ta cấy lúa các bạn ạ. Ruộng bên dưới là cấy lúa, còn bên trên này cách bờ là người ta trồng keo. Đấy, đây cũng thế này các bạn này. Đấy, nghĩa là nếu như trồng được keo bất cứ chỗ nào là người ta cũng cho keo vào, kể cả những cái vườn bưởi bây giờ người ta cũng phá bỏ đi các bạn ạ. Vườn bưởi là cũng phá bỏ bưởi đi, bởi vì bưởi thì được mùa thì mất giá, mà được giá thì lại mất mùa, thế nên là người ta cũng phá bỏ bưởi đi để người ta trồng keo. Đấy, đây liền ruộng nha các bạn nhé, liền bờ luôn, rồi chỉ chênh nhau khoảng độ 15-20 phân thôi. Đấy, cái ruộng dưới này là bây giờ toàn nước mới bùn, người ta cũng không trồng được keo thì người ta phải chịu. Còn đám trên này nó chỉ có chênh nhau có một tí thôi là người ta cũng trồng keo. Đấy, đây là các bạn này, bên dưới là ao rau muống, và đấy cách nhau chênh nhau có một tí thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Nhưng bây giờ ở vùng mình là người ta trồng rất nhiều keo, nên mình cũng không biết được là cái mình không hạch toán chi tiết là khi trồng nó cũng không thể cụ thể được, vì là cũng do một là các bạn trồng dày thì hết nhiều số lượng cây, và các bạn trồng thưa thì hết ít số lượng cây, và các bạn chăm nhiều hay là chăm ít, hoặc là các bạn tự làm hay các bạn phải đi thuê. Đấy các bạn ạ.
Thế nên là mình không thể hạch toán được cho nó cụ thể được. Nhưng mà như keo này, nếu như các bạn trồng 3 năm, bây giờ mới được có hơn 1 năm, mới được có 14 tháng mà nó đã bằng này rồi nhé các bạn nhé. Thì 3 năm đến 3 năm rưỡi, nhưng mình vừa thu hoạch là mình thấy cái dịp đấy là cái keo nó được giá, dăm được giá, gỗ được giá, thì là mình thu hoạch có 3 năm rưỡi rồi các bạn ạ. Đấy, 3 năm rưỡi. Thế còn thường thường là người ta thu vào khoảng độ 5 năm, 6 năm. Vườn keo này cũng được có hơn 1 năm thôi. Bây giờ mới trồng đầu năm ngoái, thì bây giờ là bước sang cuối năm sau. Đầu năm ngoái thì người ta cũng phải tháng 4, tháng 5 người ta mới trồng các bạn ạ, chứ không phải là trồng sớm đâu nhá. Đấy, nhưng mà đây, trồng hai cây dày như nêm này. Đây các bạn, mình thì mình làm video đến đâu thì mình thuyết minh đến đó, chứ mình không mấy khi là mình thêm phần mô tả nữa. Thế nên là đây cái giờ đám này là trước đây là người ta trồng bưởi các bạn ạ. Kìa, lác đác vẫn còn vài cây bưởi người ta để lại để ăn. Đấy, không không kinh doanh bưởi nữa. Bây giờ phá đi để trồng keo này. Đấy, đây là nhân chứng. Mình không mấy khi để dưới phần mô tả video, và mình cũng làm video đến đâu mình chia sẻ đến đó. Nên là nếu như bạn nào mà xem video của mình thì mong các bạn hãy theo dõi từ đầu đến cuối, thì các bạn mới hiểu được cái nội dung và ý nghĩa của cái video của mình. Chứ nếu như các bạn mà cứ ngắt bỏ đi thì các bạn không thể theo dõi được chi tiết cái video của mình. Đấy. Đây là liền vào bên trên này thì ruộng người ta cấy lúa này các bạn này. Cấy lúa xong bây giờ cày bừa đi để trồng ngô. Tóm lại là mỗi nhà có một cách làm riêng. Nếu như người ta mà trồng keo thì người ta lại không có đất cấy lúa. Ví dụ như nhà trên này trồng keo không có đất cấy lúa thì người ta vẫn phải cấy lúa để lấy lúa ăn. Còn những cái đám khác là người ta trồng keo. Đây, đống rơm, đống dạ vẫn còn. Và người ta bớt một đám rau muống, rau bí. Và đây là người ta trồng ngô này. Đấy, ngô bây giờ mới mọc này. Thế còn bên cạnh bờ đấy là người ta trồng keo này. Đấy các bạn ạ. Đấy. Nghĩa là vườn to, vườn nhỏ. Các bạn thấy đấy, mình cũng đưa các bạn đi thăm một số đám rồi. Và bây giờ xung quanh chỗ mình nhá, các bạn nhìn đấy, toàn keo là keo, chỗ nào cũng là keo. Chủ lực bây giờ ở Phú Thọ mình là keo đấy. Còn bưởi thì người ta dùng có vùng thôi các bạn ạ, người ta trồng có vùng thôi, chứ còn bưởi Đoan Hùng thì cũng chỉ có từng nhà, từng đám, từng bãi thôi, chứ người ta không dùng đại trà. Bưởi bây giờ cũng bị mất giá mất rất nhiều rồi, các bạn ạ. Và video của mình chia sẻ về cái vườn keo, và chủ yếu là mình trả lời các độc giả. Đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.